Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm Chấm Bài Giảng. Hôm nay thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 2 sách chương trình sáng tạo nha. Trong lúc xem bài giảng của thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp thầy Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ vào bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài tập toán lớp 2, bài nặng hơn nhẹ hơn. Giờ trước hết mình sẽ làm câu số 1, phân vào hình ảnh. Câu A, vật nào nặng hơn? Như vậy ở đây mình sẽ có hai cái cốc nước, hay còn gọi là hai cái ly nước. Thì mình thấy là ly này là không có nước, còn ly này có nước. Thì chắc chắn là ly có nước phải nặng hơn ly không có nước, nên mình sẽ phân tròn vào hình này nha. Giờ thầy sẽ phân tròn cái hình này. Đúng này, ly có nước chắc chắn phải nặng hơn ly không có nước. Giờ tiếp theo là câu B. Người ta hỏi là vật nào nhẹ hơn. Như vậy mình sẽ có một cuộn giấy và một cái chai. Chai này bằng thủy tinh. Đúng rồi. Như vậy là mình nhớ là giấy chắc chắn phải nhẹ hơn thủy tinh, nên mình sẽ chọn phân tròn vào cuộn giấy. Giấy chắc chắn phải, cuộn giấy sẽ nhẹ hơn ly thủy tinh. Đúng rồi. Chai thủy tinh. Như vậy là câu B mình sẽ phân tròn vào cuộn giấy nha. Cuộn giấy sẽ nhẹ hơn chai thủy tinh. Tiếp theo là câu C, vật nặng nhất. Như vậy ở đây mình sẽ có ba vật: một cái tô, một bàn ủi hay còn gọi là bàn là, và một cái nĩa. Như mình thấy là trong ba vật thì vật nào sẽ nặng nhất? Thì chắc chắn là cái bàn là. Bàn là nó sẽ có kích thước lớn hơn và nó nặng hơn so với cái tô và cái nĩa, đúng không? Như vậy là câu C mình sẽ phân tròn vào bàn là ha, hay còn gọi là bàn ủi. Giờ mình sẽ phân tròn vào bàn là. Giờ tiếp theo là câu D, vật nhẹ nhất. Như vậy ở đây mình sẽ có ba vật: một cái xô. Một xô thì ở đây mình sẽ có là một cái xô người ta đựng đồ, đúng không? Và ở đây mình sẽ có một cái hồ cá nhỏ nha. Bên trong có con cá có nước luôn. Và mình sẽ có một cái đồ hút giấc, đúng không? Thì đồ hút giác này thường là sẽ làm bằng nhựa, đúng không? Thì trong ba vật mình thấy là vật duy nhất chính là cái đồ hút giác nha, đúng không? Còn cái xô nhựa này có nước ở trong nên sẽ nặng, đúng không? Hồ cá có nước và có cá nên cũng nặng lên. Còn cái đồ hút giác có thể là bằng nhựa hoặc là bằng khí mỏng, đúng không? Thì chắc chắn sẽ nhẹ hơn. Như vậy là câu D mình sẽ cho phân tròn vào cái đồ hút giác nhé. Như vậy là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2, nặng hơn nhẹ hơn hay nặng bằng nhau. Như vậy em và xe ô tô thì chắc chắn là em phải nhẹ hơn xe ô tô, đúng không? Vì xe ô tô có 4 bánh, có kích thước chất lượng lớn và chắc chắn là nặng hơn em, đúng không? Như vậy có nghĩa là em sẽ nhẹ hơn ô tô nha. Giờ đây mình sẽ để là nhẹ hơn. Em sẽ nhẹ hơn ô tô, có nghĩa là ô tô sẽ nặng hơn em, đúng không? Thì một chiếc xe ô tô thì rất là nặng, đúng không? Nên em sẽ nhẹ hơn xe ô tô. Tiếp theo câu B, em và cái cặp. Em và cái cặp thì chắc chắn là em phải nặng hơn cái cặp, đúng không? Nên em sẽ vác
xách ba cái cặp đi học được đúng không? Dưới đây mình sẽ để là nặng hơn. Đúng không? Em nặng hơn cái cặp có nghĩa là cái cặp nhẹ hơn em. Đúng không? Em nặng hơn cái cặp. Tiếp theo là câu C, hai chiếc dép của cùng một đôi dép. Thì mình thấy là hai chiếc dép của cùng một đôi dép thì sẽ nặng bằng nhau. Mình thấy là hai chiếc dép của một đôi dép thì sẽ có một chiếc bên trái và một chiếc bên phải. Đúng không? Thì hai chiếc dép người ta sẽ làm kích thước giống nhau và có nặng bằng nhau. Đúng không? Mình sẽ nên chỗ này mình sẽ để là nặng bằng nhau nha. Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 có em nào có kết quả giống hay các em có thể bấm hết video hãy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo là câu số 3. Như vậy là câu số 3 người ta kêu tô màu. Vật nào nặng nhất thì mình sẽ tô màu đỏ, vật nhẹ nhất thì mình sẽ tô màu xanh. Đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ có một quả bóng, có 3 quả bóng đúng không? Đây là quả bóng bóng thì bên trong nó sẽ có một khí và bằng cao su mỏng thôi, đúng không? Còn quả bóng này gọi là một quả bóng đá thì nó rất là nặng nha. Đúng không? Còn như vậy là cái này nhẹ nhất và cái này sẽ là nặng nhất, đúng không? Như vậy là cái bóng đá này mình sẽ tô màu đỏ, còn quả bóng bóng này ta còn gọi là bóng bay thì nó sẽ nhẹ nhất, đúng không? Như vậy tô màu đỏ và tô màu xanh nha. Giờ các em có thể tạm dừng video và mình sẽ tô màu nha. Giờ sau đó các em đối chiếu với kết quả của thầy xem có đúng hay không nha. Giờ như vậy là thầy đã tô màu xong nha. Quả bóng đá thì mình sẽ tô màu đỏ, còn quả bóng bay thì mình sẽ tô màu xanh, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 3 nha. Giờ câu số 3 có em nào có kết quả giống không? Các em có thể bấm hết video để biết là các em làm đúng nha. Giờ như vậy là mình xong bài giảng hôm nay. Nếu các em thấy dạng giới thiệu bấm hết và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và cả bạn bè hàng xóm nhé. Càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm thì các bạn bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm nha. Hãy chúc các em học tập tạm biệt kém nhé.